năm tip diện đồ giúp các nàng ăn gian tuổi đáng kể. Đầu tiên đó chính là chăm diện màu tươi sáng. Mỗi buổi sáng thức dậy, nếu các nàng băn khoăn không biết nên diện đồ thế nào để có vẻ ngoài thật tươi trẻ, tràn đầy sức sống tới văn phòng, thì cách đơn giản và nhanh gọn nhất chính là chọn những item mang gam màu tươi sáng. Chỉ cần một chiếc váy màu trắng tinh khôi, chiếc áo sơ mi hồng pastel, mix cùng chân váy midi là đủ để hô biến phong cách công sở của các nàng trẻ trung hơn vài tuổi. Tiếp theo, đó là từ áo sơ mi ôm sát, chuyển sang form dáng oversize cũng là một cách để giúp các nàng ăn gian tuổi đáng kể hơn. Áo sơ mi ôm sát tuy giúp khoe khéo những đường cong chuẩn chỉnh cùng vẻ ngoài gợi cảm, nhưng lại rất dễ khiến các nàng trở nên già dặn hơn. Và lựa chọn ổn hơn cả, đó chính là những chiếc áo sơ mi dáng rộng, mang màu sắc tươi sáng thì càng tốt và được sơ vin gọn gàng. Như vậy, dù phải mặc áo sơ mi nghiêm chỉnh cả tuần, thì các nàng trông cũng thật trẻ trung, năng động và thời thượng. Tiếp theo, một tip cũng giúp ăn gian tuổi đáng kể cho các nàng, đó chính là thay vì diện chân váy bút chì, thì hãy thử chuyển sang chân váy dáng xòe. Chân váy có lẽ là một trong những món đồ chiếm nhiều diện tích nhất tủ quần áo của mỗi nàng công sở, đặc biệt là kiểu chân váy bút chì. Nhưng nếu quanh năm suốt tháng diện chân váy bút chì thanh lịch và chín chắn, thì các nàng hãy thử đổi sang những chiếc chân váy dáng xòe phóng khoáng hơn một chút xem sao. Item này sẽ mang lại cho các nàng vẻ ngoài vừa nữ tính lại trẻ trung hơn nhiều đấy. Diện áo blazer màu mè một chút. Dù phong cách công sở cần sự nghiêm túc thật, nhưng không có nghĩa là các nàng chỉ diện quanh những gam màu an toàn như đen, trắng, ghi xám, nhất là đối với những chiếc áo blazer vốn đứng dáng và thanh lịch. Hãy mạnh dạn thêm chút sắc màu cho những chiếc blazer rồi mix cùng áo phông cũng là một lựa chọn tuyệt hay để các nàng có được vẻ ngoài thật xinh tươi và trẻ trung đến sở làm. Và cuối cùng đó chính là diện quần cạp cao, độ dài trên mắt cá chân một chút. Ngoài chân váy thì những chiếc quần Âu hay quần jean trơn cũng là người bạn đồng hành không thể thiếu của mỗi nàng công sở. Tuy nhiên, các nàng có biết cách chọn lựa làm sao để giúp tôn dáng lại mang vẻ ngoài thật trẻ trung, thời thượng hay không? Rất đơn giản, các nàng chỉ cần sắm sửa những chiếc quần có phần cạp cao và độ dài trên mắt cá chân một chút là được. Như thế, đôi chân sẽ được kéo dài đáng kể, vóc dáng trở nên cao ráo hơn và quan trọng là giúp vẻ ngoài thêm trẻ trung, năng động. Cùng rất nhiều thông tin bổ ích hơn nữa tại website emdep.vn hoặc subscribe kênh YouTube emdeptv